nên đang kéo tay đây. Mặc dù trời đang nóng nhưng mà đường khá là xấu lúc bạn nhé. Đấy, còn ổ gà ổ vịt đá không nè. Thế đi. Đang kêu tôi nha. Đang lên dốc chở lúa nha các bạn nhé. Đường khá là xấu luôn các bạn ơi.